Bạch với chư thầy cô, chư thầy có thấy pháp hộ niệm hay không? Xin chư vị hỏi chư vị pháp thấy pháp hộ niệm hay không? Cơ hội vãng sanh thành Phật tới nay đừng buông ra nhé chư vị. Quyết lòng niệm Phật vãng sanh là number one đây. A Di Đà Phật. Rồi xin đại chúng cho một tràng vỗ tay thật lớn. Và chúng con một lần nữa xin thành tâm cảm niệm tri ân công đức trên là chư tôn đức tăng ni đã tham gia chứng minh cho niềm tin của chúng con ngày càng vững vàng. Và chúng con cũng xin thành tâm cảm niệm tri ân công đức của thầy Diệu Âm Tịnh Hải đã từ bi hết lòng hết dạ mà hướng dẫn chúng con. Một lần nữa xin đại chúng cho một tràng vỗ tay để cảm niệm tri ân công đức của tất cả các cha các mẹ, chư vị đồng tu